recording. Je ne sais de toi que les images de l'arrêt. Good morning! Today's Friday, July the 1st. Đây là ngày 1 tháng 7, là ngày độc lập, lễ độc lập của Canada. 155 năm. Giờ hôm nay đi một vòng phố coi lễ Canada thì ở Windsor làm gì ha. Đây có một xe truck, đây có hai cờ luôn, cờ Mỹ và cờ Canada. Lễ độc lập của Mỹ thì ngày 24 tháng 7, July 4th. Cũng là một ngày rất lớn của Mỹ. Trời cũng không lắm, chắc khoảng giờ này chắc khoảng 25 độ C. Bây giờ là 11 giờ trưa. Đây là lần đầu tiên tổ chức lễ độc lập lại sau hai năm, gần ba năm Covid. Này họ định diễn hành, có diễn hành nhưng mà không biết có lớn không, tại vì hiện giờ nhiều người ít có đi, ít có ra đường. Có những người họ, có những người, số người họ chưa chích họ cũng không ra đường nhiều, hoặc là đi tham gia những cái lễ hội. Đây mình đi xuống, đây là con đường chính, con đường chính của thành phố, ở đường Olet. Đường Olet này sẽ dẫn ra bờ sông. Sông đó là bờ sông, là đó là ranh giới giữa Mỹ và Canada. Thành phố Windsor và thành phố Detroit. Các bạn đang nghe nhạc của ca sĩ Thùy Dung. Ca sĩ Thùy Dung chuyên hát nhạc Pháp. Những bản nhạc này là mình nghe từ Spotify. Thùy Dung này thích nghe nhiều khi vì cô chuyên hát nhạc Pháp thời xưa, nhạc Pháp xưa mà thâu lại cái âm thanh mới thì nghe hay. Toi jamais, là bài anh thì không. Anh cái bài này cô mashup with anh thì không và tình cho không biết không. Tình cho không biết không. Tu ne peux l'acheter
se la montre. L'amour est merveilleux et renaît de ses cendres comme l'oiseau de feu. Nul ne peut le contraindre pour lui donner la vie et rien ne peut l'éteindre sinon l'eau de l'oubli. Homme, tu es qu'un homme comme les autres, je le sais. Comme tu es mon homme, je te pardonne, mais toi jamais. Họ chặn lại, hôm trước họ chặn lại để họ tổ chức lễ không chạy vô được. Không chạy vô được, mình phải quẹo trái. Je te pardonne, toi jamais. L'amour c'est pour rien. Oh, that's me in the that's me in the mirror. Who are you? Chạy ra đây coi có ra được không. Nhiều khi họ cũng chừng lại. Đây, ngày lễ hầu như mọi người được nghỉ, có một số người thì vẫn đi làm, ra đường cũng vắng. Difficile à prononcer, que je porte depuis que je suis née. Raconte-moi la vie et en dire le trait de mes yeux privés. Que disent mieux que moi ce que tu n'oses dire. Je ne sais de toi que les images de l'arrêt. Un film de Coppola, des hélicoptères en colère. Un jour. Đi được cả ta. J'irai là-bas. Tiếng này. Un jour. Nhưng mà tiếng này ngược chiều. Un jour. J'irai là-bas. Phải chạy ra với người sai thôi. Đây là cái hồ bơi của thành phố Windsor. Nhưng mở cửa lại, mới mở cửa lại. Chỉ là những tòa building của thành phố Detroit. Đã có bao đời được nhìn bằng đôi mắt của mình.
trở về cội nguồn của tôi. Và qua phim Coppola, lòng thấy xót thương quê hương. Bầy chục thắng bay trên cao, tàn phá xóm thôn nhỏ bé. Em lắc cờ Canada bay phấp phới. Về thăm chốn thiêng, mong sao quê hương giang tay đón tôi. Mong ước đến ngày Canada Day, that's our flag. Les femmes courbées dans les rizières pour mes mères, dans la prière, dans la lumière, revois mes frères, touchez mon âme, les racines, ma terre. Un jour, j'irai là-bas. Un jour, dira bonjour à mon âme. Un jour. Vietnam. Un jour, j'irai là-bas. Un jour, dira bonjour à mon âme. Trò chơi cho mấy đứa trẻ, mấy đứa nhỏ. Thường họ mở vào tàu. Vừa dịp cuối tháng 6. Những ngày nghỉ mình hay lấy xe motorcycle chạy vòng vòng thành phố, giới thiệu cho bà con biết về thành phố mình đang sống. Bao nhiêu năm qua thành phố cũng không thay đổi nhiều, nhưng mà dạo này vì công ăn việc làm và hãng xưởng mở nhiều, thành ra có lẽ sẽ thấy nhiều thay đổi. Đây là trước mặt bên trái, trái tòa nhà trắng với một cái tòa nhà màu đỏ. Đó là hãng rượu whisky nổi tiếng của Canada, Hiram Walker and Sons. Hãng rượu này lớn lắm ạ. Cảnh sát chặn đường rồi, chắc đang có diễn hành không cho vô. Sao vô được ta? Vô được. Chuyến hành lớn à. Không vô được. Chắc phải kiếm chỗ đậu xe vô. Đi. Dẫn các bạn xuống đây coi
Yến Thanh ha. Khá xe lên. Dòng trở về, xe vẫn còn đây. Recording. Hey, xe emergency vehicle, xe xác, xe ambulance. Ở đây tổ chức thì lúc nào cũng có những cái xe này để phòng trường hợp cần đến. Đây là những người diễn hành chưa đi nữa. Caramel, bonbon, chocolat. Tu peux bien les s'offrir à une autre qui aime les étoiles sur les dunes. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se poussent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur. Parole, 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 parole. Parole, 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 et encore de parole que tu sèmes au fond. Parole, 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 motorcycle của người, parole, parole, người này parole, chắc người Ấn hay là người Pakistan. Parole, 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 et encore de parole que tu sèmes au fond. That's a huge canoe. Tombe la neige. Tu ne viendras pas ce soir. How old is that canoe? How old is this canoe? 100 years? Really? Yeah, okay. Yeah, yeah. Is that a real size? That big? Wow, nice. What is made out of? What material? Oh, okay. Yeah, it look nice. Yeah. Okay, thank you. Happy birthday. Ngoài kia tuyết rơi đầy. Giọng của kêu bét quá ta. Không có ai vuốt ve đêm nay.
con đường này bắt đầu từ đây. Đây họ đi xuống downtown. Recording. Thank you. Have a good day. Dans le cache qu'on peut me voir. Je suis partout à la fois. Prisé en mille éclats de voix. Seul parfois je soupire. Je me dis à quoi bon. Chanter ainsi l'amour sans raison. Sans rien connaître des garçons. Oh, how come they? Sous le soleil, les mèches feux blancs, poupées de cire, poupées de son. Mais un jour je vivrai mes chansons. Where's this place? Yeah, where is it? Sans contre la chaîne. Yeah, but where is it? Poupées de cire, poupées de son. Oh, you never know. Oh, just the Hollywood? Yeah, but so you open on during the summer too? Not yet. Not yet. Maybe have fun. Come. Yeah. J'avais dessiné sur le sable son doux visage. Qui me souriait, puis il a plu sur cette plage, dans cet orage, elle a disparu. Elle criait, priait, elle, Ali, pour qu'elle revienne.
assis auprès de son âme. Mais la belle dame s'était enfuie. Je l'ai cherché. Son bizarre Canada. Chỉ có chiếc tàu nó xíu guy. You guys from Windsor? Yeah. Oh, not from Vancouver, right? No. Yeah. Oh yeah. Yeah. So you guys ride a lot in the, during the weekend? Yes. Yeah. Oh yeah. Cool. That's fun, eh? Good. Stand together, I take your picture. Oh, here. Say cheese. Recording. Rồi, bây giờ đi về thăm bao nhiêu đó đủ rồi. Còn tuốt dưới xào quá, không đi. Giờ đi có hẹn. Về đi ăn lên với mấy người bạn. Yeah, cái building trắng trước mặt đây là cái hãng rượu whisky Canadian whisky. Không biết trong đó chứa gì. Có lẽ là thóc lúa mạch chứ. Lúa mạch để nấu rượu. Vì họ không nấu ở đây phải. Hello. Mais à part ça, comment ça va? Nói chung người người dân Windsor họ rất là hiền. Tu sais, j'ai beaucoup voyagé. Phố nhỏ thành ra. Nhưng ở đây khoảng hơn 200.000 người. Người Việt thì cũng đông, không biết lâu quá rồi, không có theo dõi, không biết người Việt là bao nhiêu. Tiệm tùng của người Việt đây cũng đông. Thế hôm nào mình làm cái video đi qua những tiệm của người Việt ở đây. Đây nguyên một dãy nhà đây là của Canadian Whisky hết, quán rượu. Hè họ hay nhận những học sinh tốt nghiệp vô đây họ huấn luyện. Huấn luyện cũng lâu lắm để trở thành một người pha rượu. Ok. Happy Canada Day, ok everybody. Bây giờ mình phải đi về. Bye for now. Recording. Nam sẵn đi qua con đường này. Con đường này hồi xưa mình mới tới.
mới tới Canada, mình ở khu này. Khu này thì bây giờ cũng không thay đổi nhiều. Đây là trường tiểu học. Hay ra đây chơi đánh bạch. Giờ nó xây mới lại. Người mãi vẫn sống giữa anh, trong tim này anh vẫn đầy nụ hôn đam mê ngất ngây, vẫn mãi dâng những hương nồng. Người hỡi có biết cô ca đã cho đây là con đường tên là Policier. Policier đầu tiên tới Canada mình ở đây. Trên con đường này ngày nào cũng đi học, đi bộ để chạy ngang căn nhà mình ở ha. Một lần đầu tiên tới Canada mình ở căn nhà nào để coi mình nhớ không? Lâu quá nhớ mà khúc nào. Tình cũ sẽ chất ngất say với những đêm ngát hương nồng. 40 mấy năm rồi cũng không thay đổi gì mấy. Những căn nhà cũ cũ như vậy. Mong ước vẫn mãi qua xa, chân giang hồ chưa thấy ngừng. Tiếng hát cứ mãi thiết tha, cứ chạy qua. Chạy qua căn nhà mình hồi xưa nở rồi. Mắt rơi rơi, rơi trong chiều. Nhớ là căn nào. Hỡi ơi người, đến đây người, hỡi ơi người, đến đây người. Chạy qua bên đây là cái căn nhà, cái nhà thờ mà họ bảo trợ gia đình mình. Cái nhà thờ này, nhà thờ màu trắng. Đây, nhà thờ này đây, họ vẫn còn đây, vẫn còn sinh hoạt. Thơ màu trắng bên trái. Đây là căn nhà thờ mà nhóm họ bảo trợ mình qua với diện tị nạn. Cái căn nhà kế bên là căn nhà của mấy cha xứ ở. Tuần nào mình cũng vô đây clean up cho cha xứ. Giờ nó cũ quá rồi, xưa nó cũng đẹp lắm. Ô, nhà thờ này không biết còn sinh hoạt không. Xin Peter, ủa? Ngày đó cứ ngỡ với nhau, Peter ta muốn đời chứ bước về. Thôi xưa bắt tên vậy. Qua đám say, thoáng đã nghe những nghe trời. Người hỡi cứ nhớ tới anh với những đêm say xưa ân tình. Say xưa ân tình. Người mãi vẫn sống giữa anh, trong tim này anh vẫn đầy. Nụ hôn đam mê ngất ngây, vẫn mãi dâng những hương nồng. Người hỡi có biết cô ca đã cho em ấm áp đôi lòng. Trở lại đường Olet hồi nãy. Đến đây người, hỡi ơi người, đến đây người. Hỡi ơi người. Trái là cái công viên lớn, thuộc vào lớn của Windsor. Thế lớn nhất luôn à. Tên là Jackson. Jackson Park. Trong đây có nhiều bông hồng của hoàng gia Anh tặng cho Canada. Trong cái công viên này. Hôm nào mình vô đó xem bông hồng. Ui à, cái tầng dưới rồi ta. Nói chung đường xá đây tốt lắm. Ít có ổ gà. Về sớm chạy về lẹ lên. Người bạn đợi đi ăn lunch.
Hallelujah.